Con rất là mình đến phút. Hả? Cúng rồi chút sao mình ăn. Đồng nào thế mình mới bậy nó ghê chứ. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay team của tụi mình sẽ quyết định quay lại cái series 24 giờ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tránh dịch corona tại nhà của Nhã với Hoài nha các bạn. Ủa bay tránh hay là mang dịch của nhà tao à? Thế chứ hôm nay mình sẽ xô nhà của Hoài với Nhã nha các bạn. Tao xô mày dưng gì đó giờ mày tin không? Cái hàm cứt heo mày xô nó xuống đó nó cả đời luôn á. Ôi trời ơi, hồi quá. Làm sao hôi? Trời ơi, anh không thấy gì sao hả? Nó nói cái chuồng bò. Em chứ nãy giờ cái mùi. Có phải nãy giờ anh nghe cái mùi phân bò đúng không? Thôi rồi, ngay bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến về nhà của Nhã và Quang để thực hiện cái thử thách 24 giờ. Bây giờ mấy anh em mình cùng có hứa là sẽ thực hiện clip 24 giờ ở nhà của Hòa Thượng và Nhã. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ thực hiện cái lời hứa đó. Ngay bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mấy anh em mình đi thôi. Ready, go. Bữa nào làm thử thách ở chuồng bò anh Phú? What? Nhắm ngựa đi, trong đó được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tới đâu hay tới đó anh Phú ơi. Phải mày yêu cầu lòng mình mày vô đó mày làm đó. Mày nghĩ sao vô chuồng bò chịu nổi? Chuồng heo quá hả? Mình chết rồi. Tao thấy cái ý tưởng của mày á, chỉ có mấy thằng trên trời mới nghĩ được thôi. Đây các bạn, mấy anh em mình tới nhà của Nhã với Hòa rồi nha các bạn. Có cái mai. À, hiện tại bây giờ ba mẹ của Hòa với nhà Nhã đi làm đây nha các bạn. Hòa với Nhã là hai anh em ruột nha các bạn. Đó, có nhiều bạn cứ thắc mắc là bộ Nhã với Thật Lát là anh em hả? Bộ Nhã với lại Thật Ghẻ là anh em hả? Nhưng mà thực chất là Nhã với Hòa là hai anh em ruột nha các bạn. Anh Phú, em nhìn đẳng giống chó nhà em. Mày, anh em hình như là cùng cha khác mẹ vậy đó. Có này cho mấy bạn coi nè Phú. Đâu? Đây, Nhã khoe. À, chiến rồi. Wow, thật. Nhã ngáo cũng có nuôi cá này nha các bạn. Wow. Ê, bữa nào mấy anh em mình làm clip đá cá nữa biết không? Em cũng gửi lên nhà thật nhiều lắm Phú ơi. Cá, trong này có cá không hả? Có. Có sao mình thấy vậy nè? Cá mái. Cá mái. À, trong này có cá mái các bạn ơi. Còn đây là cá trống nha. Ôi, hai anh em nuôi cá kinh nghiệm ghê không các bạn. Bỏ bèo lục bình quá trời luôn. Bỏ cho nhiều nhiều chút không có chỗ nó thở để nó lật nó chết luôn. Bữa hổm em với thật khói cái đẻ luôn anh Phú. Có đẻ không? Có. Thằng ơi. Hỏi gì mày? Mày khè lưỡi ra đi Đặng. Giống không Đặng? Hôm nay tôi sẽ là người review cái nhà của Hòa và Nhã. Đấy. Nhà Hòa Nhã luôn luôn là phải có cái cửa. Cái cửa này được gắn thêm một chất liệu cao su đặng chơi nó di chuyển lên qua. Không giống như nhà của Đặng là phải cái cửa là phải chọt vô chọt ra. Do tiếp theo đây, nhà của Hòa Nhã đều có mặt tiền và mặt sau và hai bên, chứ không giống như của nhà Đặng có một mặt tiền duy nhất thôi. Chứ nhà mày mấy mặt? Thôi quên, nhà tao có một mặt tiền à. Do tiếp tục chỗ nhà, chúng ta sẽ thấy con chó. Anh em cùng tra các mày với anh Đặng nhà ta. Đấy các bạn thấy không, anh em thất lạc của Đặng nhiều năm cho nên giờ gặp nó bám gì á. Nói chung là thật sự ngày hôm nay mình không review nhiều đâu các bạn. Tại bữa trước mấy bạn cũng biết mình cũng có vô quay nhà của Nhã với lại Hòa mà đúng không các bạn? Cái tập mà Thật Ghẻ với lại Nhã Ngáo gặp tai nạn đó các bạn. Đây, bữa hôm mấy anh em mình đã quay rồi. Nhắc tới tai nạn là thằng này nè. Thằng này tao muốn đấm mày lắm. Thằng này nè Phú, đường chính không đi nó lũi vô chứ. Mày lũi vô, mày lũi vô, mày lũi vô nè. Ủa tao lỗi mà sao mày cứ ngồi im ru tránh xe chi vậy? Điên cám thì tao là thấy rồi. Chắc bữa hổm tao không kéo xe em lại, chắc giờ tao hấp nhang cho mày rồi. Ý mày giúp tao mà tao nằm ở nhà 2-3 tuần mới bình phục được đó. Ê tụi bay ngồi đây đi, để tao vô quầy cà phê cho tụi bay uống nha. Ừ, quậy đi, quậy đi. Tao có quậy cho mày uống đâu mày ơi. Cái vụ mày dám cho xài cho gái ăn không cho tao ăn hả mày? Nay tao cho mày nghỉ uống cà phê luôn. Bây giờ mình bắt đầu pha cà phê cho anh em uống nha các bạn. Phú ơi. Sao gần? Không đủ ca rồi. Làm một cái ca lớn rồi cưng. Ok, dạ em làm 4 cái ca và chưa thằng Đặng ra. Giờ Hòa Thương pha cà phê cho mấy em uống nha các bạn. Wow, nay vô nhà Hòa Thương được Hòa Thương pha cà phê luôn các bạn. Wow. Mày thích này Hòa. Ủa tao có pha cho mày đâu mà mày nhiệt tình dữ Đặng. Đây, đây là cái gói ôm của Hòa Thương đây. Hello Kitty mới chịu nha.
Em qua cho tao hỏi cái lô bị gì bể à? Mày không có biết gì hết trơn. Cái nhà của con chó đó. Ê Đặng, mày ăn cơm gì mày bú mớ dưới Đặng? Tội mày chết. Ê, nãy giờ tụi bay cà khịa tao dữ lắm mà đó nha. Tụi bay nên nhớ cái sợi thái nhà tao chuẩn bị có thu hoạch đó nha. Tao mà hái là cho tụi bay nhịn ăn hết. Cái tội cà khịa tao giữ vô. Mày nói nữa mày tin tao cho mày nhịn uống cà phê luôn không? Ê Nhã, sao áo mày không mặc để kỳ nha. Ê thật, thấy cái áo đẹp cũng thật, cũng đẹp mà mày. Tao tặng mày miễn phí đó, không tính tiền luôn đó. Mặc vô cho tao nha, áo chó nhà tao đó. Ê, tính ra nhà Hoàng Nhã dư giả ghê luôn á tụi bay. Vàng nè, ngọc cẩm thạch nè, để trước cửa vậy nè. Đợi cái này đồ giả anh hai ơi. Lịch người ta dán lên á, mà nhìn giống thiệt các bạn. Trang vàng 24 luôn á anh Vũ. Hòa thượng giỏi lắm nha các bạn. Từ nấu ăn, ăn uống đến pha chế là Hòa thượng bao hết luôn nha các bạn. Wow. Rất là giỏi. Đây các bạn coi nè, pha được phin cà phê cho mấy em uống rồi nè. Ê, tính ra nhà mày quá mát quá hay quá. Tao quạt cho mày luôn á thật kìa. Em pha xong rồi nè anh Vũ. Thôi mát ơi, mời mấy đứa kia uống đi. Anh Phú ơi, sao cưng? Sinh nhật của Hoàng ngày mấy vậy anh Phú? Hả? Hỏi nói chứ sao sợ anh, hỏi anh sao biết được. Alo. Quà sinh nhật của mày ngày mấy quà? Thì ngày 24 tháng 3 chứ ngày mấy mày? Ui. Ngày sinh nhật của quà là ngày thế giới phòng chống ho lao. Ê, tính ngày quà nó pha cà phê cho tụi mình uống phải không mày? Đúng rồi. Ờ, thì mày nhìn nó kìa. Tao phải công nhận là cà phê thơm ghê luôn á. Ờ quên, tao quên mà tụi bay nữa. Anh Thành uống trước kìa, chờ anh Đặng ra được rồi. Uống kiểu này chắc tới tao là còn cái phích khí đá không à. Trời ơi, đưa nó miếng đi. Hút được. Nè, hút chừng tới đây thôi, đưa lại cho tụi tao nha. Không hết luôn. Dạ, mời anh Phúc uống miếng lấy thạo à. À, uống xong hết rồi phải không? À, đúng rồi. Thôi cứ uống nó đi. Mấy mày kỳ thiệt cũng anh Phúc. Nhà mày không có gì hết giờ mình phơi đậu nành cho mấy anh em uống nha các bạn. Hình như đậu nành này sáng mẹ cứ mua hả? Dạ. Kệ, lấy uống. Mời mấy anh em lại đi anh Phúc ơi. Chứ giờ rửa nhà đâu ai uống đâu. Chứ nhà không có gì mời tụi nó kỳ quá. Hồi bắt con chó mời nó thôi. Nói chung mấy anh em tới nhà của nhà làm thử thách 24 giờ có gì anh đó vui là chính nha các bạn. Rất là vui. Vui vì được hôm nay mấy anh em được vô nhà của nhà review và làm thử thách 24 giờ ở nhà của nhà nha các bạn. Không rồi mình đốt lửa chạy luôn nha anh Phúc. Đúng rồi, mình đốt lửa chạy ở đây là hợp lý luôn á. Nguyên cái làng này sáng trong đêm nay luôn á. Cái nhà kìa. Nói chứ mấy anh em mình có nấu nướng hay nhóm lửa gì đó mấy anh em mình sẽ ra ngoài nha các bạn. Chứ mấy anh em mình sẽ không đốt lửa trong này nha các bạn. Mấy anh em nói giỡn thôi. Các bạn đừng có nghĩ thiệt nha các bạn. Ê, sáng giờ mày cho nó ăn chưa à? Cho ăn rồi đó ba. Sao thấy nó buồn hiu vậy? Hả? Kiểu này chắc mày bỏ đói nó rồi nè. Sao mày quan tâm con chó cái nó dữ gì thật? Thì tôi hỏi để tôi lo cho tụi bay đó. Mày lo cái gì? Mày nghĩ đi. Chó nhà nó còn bỏ đói được. Muốn chi tụi mình? Nó bỏ cho tụi mình đói. Bơ mỏ luôn. Đang rảnh rỗi em kể cho anh nghe câu chuyện này hay lắm nè anh Phúc. Câu chuyện này có thiệt không nha anh Phúc? Hôm qua có thằng kia với nhỏ kia cãi lộn nhau á. Cãi chiếc nhà em á. Em ra đằng trước em ngồi em nằm nghe. Nhiều chuyện dữ ha. Chứ nó nói gì không? Em thấy thằng kia đứng chửi nhỏ đó đó. Nó là hai đứa mình chia tay đi. Xong rồi con nhỏ kia nó lại nói vậy nè. Tại sao lại chia tay? Cái kia nói là anh với em quen nhau cả năm trời rồi mà không chơi đụng tay đụng chân hết á. Vậy quen làm gì? Cái nhỏ nó nói thì từ từ cũng đụng thôi mà. Cái kia nói vậy khi nào mới cho đụng? Nhỏ kia nói là thì chừng nào mình cưới nhau đi. Thằng kia nói vậy khi nào mới cưới? Nhỏ kia mới nói là thì chừng nào em có bầu đi thì hả cưới. Tính ra nó quen mà không chơi đụng sẽ có bầu được mày. Đó, cái đó mới là vấn đề đó. Tao nằm tới suy nghĩ, tao ngộ ra thấy nó mắc cười. Nhỏ đó không cho thằng kia đụng thì làm sao có bầu để đám cưới được. Em chịu thua cái cặp đó luôn rồi đó Thành. Em kể cho anh nghe câu chuyện này khá là vui nè anh Thành. Chuyện gì mày, kể phải vui nha. Hứa với anh kết thúc có hậu thật là hậu luôn. Câu chuyện là vậy nè. Anh có biết cây cầu Bắc Mỹ Thuận không? Trời ơi, cầu đó ai không biết mày. Có một cô gái đứng trên một cây cầu, cổ nhảy xuống dưới sông, cổ tự tử á.
Mà trong lúc cô nhảy có vài người thấy chạy tới. Cũng khá là đông người chạy tới xem á. Nhưng mà không ai dám nhảy xuống cứu cô. Có một ông già tầm 70 tuổi. Tự nhiên ông chạy tới. Ông đưa đầu ra ông nhìn. Rồi sao nữa vậy? Tiếp đi. Tự nhiên ông bay xuống heo. Trong khi đó trên cầu thanh niên chơi chén không ai dám nhảy. Cái đầu ông nhảy xuống ông dứt cô gái lên. Ông lôi vô bờ. Thế sau khi ông lôi cô gái vô bờ, phóng viên báo chí lại y đùng luôn. Có một phóng viên hỏi ổng như vậy. Ê, hỏi gì mày? Thanh niên phóng viên nó hỏi là động cơ nào hút đẩy bác nhảy xuống cứu cô gái. Ông già họ có vẻ là rất mệt mỏi, đẩy anh phóng viên ra và nói: tổ cha tiên sư tụi nó đang đưa đầu ra nhìn coi chuyện gì. Quỷ sứ nào phía sau đạp tôi xuống á. Lỡ tao phì xuống tao cứu chứ tao đâu muốn cứu. Thế là nguyên đám phóng viên ngã ngửa hết luôn. Rồi các bạn ơi, nhà hoài thì nhà thì không có gì ăn, cho nên giờ anh em mình ra ngoài đường mình mua đồ nha các bạn. Nhà mình có gì để anh em giờ đi mua cá về kho để anh em ăn nha các bạn. Nhà hoài nhà thì ở nơi gọi là khỉ ho cò gái nha các bạn. Anh em mình lấy xe cô ghé đi nè. Thì à, ba mẹ Nhã đi làm chưa có về nha các bạn. Ủa Nhã ơi, ba mẹ Cưng đi làm bình thường mấy giờ về? Bình thường khoảng 7 giờ tới 8 giờ Phúc. Rồi ba mẹ đi làm vậy thì ai nấu cơm nước cho hai đứa ăn cơm? Hai anh em nấu anh Phúc. Tự nấu ăn luôn hả? Hai anh em rất là giỏi nha các bạn. Ba mẹ đi làm nhưng mà ở nhà hai anh em vẫn tự nấu cơm nước ăn được nha các bạn. Rồi một chút mình sẽ để cho hai anh em chỗ tài đầu bếp để nấu cơm cho mấy anh em ăn nha các bạn. Nào mấy đứa có đồng ý để cho hai đứa đó nấu cơm ăn không? Đồng ý chứ sao không anh Phú? Không cho mấy nó nấu cơm mấy mình nhịn đói luôn anh Phú. Thì một chút mấy anh em mình sẽ tập trung lại nấu cơm ăn tại đây luôn nha các bạn. Dọn chén dọn bát lên cái giường này mấy anh em ngồi ăn cơm luôn nha các bạn. Tối ở đây muỗi dũng hòa thượng. Ở đây nhiều muỗi lắm Phú ơi. Được rồi các bạn ơi, mấy anh em mình phải chuẩn bị đồ ăn thức luôn. Ăn xong rồi nghỉ trưa nha các bạn. Giờ mấy anh em tập trung mần cá với lại kho cá để nấu canh ăn cơm trưa nha các bạn. Chiều mấy anh em ăn uống để lấy sức quay 24 giờ cho các bạn xem nha. Giờ để cho hòa thượng chỗ tài nấu ăn nha các bạn. Hòa thượng nói kho ăn ngon lắm nha anh Phú. Quê, đừng có nói chuyện nha mày, đi bán cá đi xịt tao nha mày. Cá mần sẵn rồi hết rồi nha các bạn. Bây giờ mấy anh em chỉ rửa sơ qua rồi bắt đầu sắp khứa ra để kho ăn các bạn. Giờ mình bỏ đầu cá với đuôi cá vô nha các bạn. Bỏ vô đi cưng. Giờ bỏ cá vô nấu canh nha các bạn. Quá đã. Tóc tay gì bù xù vậy thằng ghẻ, chạy đời đâu đi cưng. Trời đất ơi, chảy vô mỗi cái đầu mà cực khổ ghê. Đây mấy anh em mình vô trong nhà của hòa thượng với nhà ngáo nấu cơm luôn nha các bạn. Nấu cơm để ăn cơm trưa các bạn ơi. Bữa giờ đi cắm trại thử thách 24 giờ mà trưa không ăn hơi khá là đói nha các bạn. Cho nên mấy anh em mình quyết định ngày hôm nay nấu cơm ăn. Đây nhà ngáo với lại hòa thượng sẽ trổ tay đầu bếp nha các bạn. Nấu canh phải nấu đầu với đuôi mới ngon nha em Phú. Kệ lâu lâu tụi nó vô xong nhà có gì mình nấu cho nó ăn không có nói không Phú ơi. Ai đứa nào cho nói, đứa nào cho nói. Nhất là thằng Phú nãy giờ nó không làm gì mà đi, chúng nó rửa chén nha em Phú. Đúng rồi, thằng ghẻ đâu rồi. Ê, ý kiến cái còi gì mày? Tí tao rửa chén cho, làm gì dữ hả? Các bạn coi nhà ngáo giỏi không kìa. Rửa chén, rửa bát hết sạch sẽ nha các bạn. Không có để về mẹ lửa nha các bạn. Mẹ đi làm về cực rồi. Cho nên mấy anh em mình làm tới đâu, ăn tới đâu, rửa chén bát tới đó luôn nha các bạn. Ơi, còn thanh niên này làm gì đây? Thì nó có cho em làm gì đâu. Thôi Phú ơi, để cho nó nằm đi. Cái hàng đó nó nhúng tay vô là hư bột, hư đường hết luôn á. Anh biết nó chiên trứng mà nó bỏ 1 ký đường á, anh thấy cái nào rồi. Thằng thật ghẻ nó nằm êm này em mừng lắm rồi anh Phú. Tụi bay nó chưa giữ vô đi, tới lúc tôi dìm ngán chịu à. Giờ mình ướp khô cá nha các bạn. Các bạn nhớ bỏ nước màu bùn ngọt vừa phải thôi nha. Bỏ nước màu nhiều quá ăn đắng lắm nha. Chẳng qua bỏ nước màu để cho có màu cá đẹp thôi. Wow.
Wow, mấy em rất là tài năng và giỏi luôn các bạn. Canh xôi rồi bỏ ra không nha các bạn. Các bạn biết Nhã là tài ngốn rau mà. Bây giờ mấy mình phải bỏ rau cho nhiều vô, không nó ăn hết mấy anh em mình nhịn nha các bạn. Nhã ăn rau dữ nhã. Thôi tụi ba làm đi, tao dọn chén sẵn nha. Hả? Chứ không phụ, lúc mấy đứa nói này nó nọ mệt quá. Canh ngon rồi đến Phú. Niêm đi. À biết rồi. Wow. Nấu canh là không thiếu cà no nha Phú. Đúng rồi, bỏ cà no đem canh vô. Mấy em rất là giỏi trong việc nấu ăn nha các bạn. Đừng bỏ muỗng nha Nhã. Đâu? Phải nói mình phải nể mấy em cái chỗ đó, mấy em rất là giỏi trong việc nấu ăn. Ê, cái từ từ mày bẻ chén cái đền á. Canh nó phải có gừng nữa mới ngon đó anh hai. Đúng rồi mà mấy anh em mình chưa chuẩn bị kịp nha các bạn. Bao nhiêu xài nhiều nha các bạn. Khổ cá là phải bỏ rất nhiều cay mới ngon nha các bạn. Con thật làm gì vậy anh Phú? Hả? Cúng rồi chút sao mình ăn. Đồng nào thế mình mới bậy nó ghê mày chứ. Mày bậy mày. Canh chín rồi nha tụi bay, né ra cho tụi bưng lên kì. Wow, canh chín rồi các bạn ơi. Xong món. Wow. Phải nói là canh cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Vui coi cái đầu cá lên coi kìa anh Phú. Đâu cái đầu cá đâu, quay lên coi coi. Wow. Bự quá chứ bự. Wow, hơn. Có đầu cá. Ê, rồi, ok. Rồi, lấy món cá kho lên nữa là ok. Các bạn coi cá đẹp không các bạn? Nè, thấm hết rồi nè. Rồi, ok, mang lên kho đi cưng. Giảm sắc dưa leo chút chấm cá kho nha anh Phú. Ok, sắc dưa leo đi cưng. Mày tên là tao quét mày đi ra khỏi nhà luôn không? Đầu bếp gì đâu mà lùn hơn cái bếp nữa. Ủa ăn luôn giờ. Đầu bếp không quan trọng mà chiều cao nữa chứ. Tao quýnh mày luôn giờ mày tin không? Đây, trời ơi. Đất ơi, à bằng này ha. Có phụ kiện các bạn, có phụ kiện hỗ trợ. Phú ơi, sao được? Coi hả, bắt được gỗ ong nhiều mật không Phú? À mật ong đấy hả? Đáng lẽ nó đầy tới cái hũ này luôn nè Phú. Mật ong này rất là hiếm nha các bạn. Khó lắm mới bắt được mấy ổ ong như vậy nha các bạn. Hồi xưa thì nhiều lắm mà Phú, bây giờ. Phú đáng làm gì anh Phú? Mà hồi xưa các bạn, hồi xưa là do không có xịt thuốc đó, ong rùa nó đến làm ổ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ do sử dụng ba cái phân thuốc nhiều quá các bạn, cho nên nó nghe hơi, cho nên nó không làm ổ ở gần nữa nha các bạn. Đi xa làm ổ rồi các bạn ơi. Nên ở gần đây mà tìm được những ổ ong mật để bắt thì rất là khó. Đặng thử muỗng đặng. Từ từ tao đút cho. Muỗng cái tay ra. Chơi vậy mà chơi với kia đi, mình đừng chơi với tao. Cái khô mình chín nghe các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Wow. Nghe các bạn giờ bưng cái kho lên nha các bạn. Động anh em mình ăn cơm nha. Thôi tập trung mấy đứa ơi, tập trung ăn cơm. Wow, có rồi anh ơi. Cũng đúng lúc ba của Nhã với Hòa vừa về nha các bạn. Thì anh Lương ơi, lên ăn cơm chung với tụi em đi cho vui anh. Bây giờ mấy anh em mình ăn cơm chung với lại ba của Nhã với Hòa nha các bạn. Để các bạn coi món ăn này các bạn. Thành quả của mấy anh em mình. Chả thấy làm muốn ăn ngon cha. Rồi bữa cơm rồi mấy đứa ơi, ăn cơm chung với anh Lương cho vui nha. Em ăn luôn nào không? Dạ dạ em ngồi ăn chung với mấy anh em luôn anh Lượng ơi. Mời các bạn nha. Ngon không? Em kho mà sao không ngon được Phú? What? Nó ngọt ngọt. Chị review thử miếng cá của con Nhã coi coi ngon không? Ngon không? Ngon. Vừa không? Vừa. Nói thật tình nha, con mấy fan này nói mình chế là ngon không? Ngon. Anh ngon hơn cái mặt của con Đắng. Cái mặt tao nó có liên quan với món ăn đâu mày. Mời các bạn ăn nha. Nhã ngáo kho cá ngon chú bay. Bây giờ mấy anh em ăn xong rồi sẽ ngủ trưa chút nha các bạn. Rồi chiều mấy anh em mình sẽ quay clip tiếp cho các bạn xem. Bây giờ mình cũng vào ăn cơm chung với mấy em cho vui nha các bạn. Chiều rồi các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình chuẩn bị cho bữa chiều các bạn. Giờ mấy anh em mình sẽ dựng lều và kế bên vách nhà của Hòa nha các bạn. Tại vì trong nhà Hòa còn có ba mẹ với lại nói chung là có người lớn, cho nên mấy anh em mình sẽ chỉ cắm trại ở ngoài và thử thách 24 giờ kế bên nhà của Hòa nha các bạn. Tại vì vô nhà ngại lắm các bạn ơi. Chưa mấy anh em vô Hòa mà mấy anh em không vô các bạn, chứ không phải mình không cho vô nha các bạn. Ở đây là cá, mấy con, hai con lòng à? Con. Ủa con cá lóc nó to như cái đầu Hòa thương luôn các bạn. Còn con kia thì như cái đầu của đẳng cấp luôn. Trời ơi, hai con một ký mấy đó các bạn. Rồi bây giờ mấy anh em mình nướng cá thôi nha các bạn, không có nấu nướng gì nữa nha. Cái coi rồi. Gì? Đẳng một lỗ nhà Hòa kìa. Hay. Đẳng kìa.
ơi. Thành nó đục quá anh Vũ. Tội nghiệp cá thì chứ anh Vũ. Sao vậy? Đẳng đâm sau lấy hai mắt nhỏ ra ngoài luôn. Dĩ nhả. Ở cây chuối nhỏ làm gì cưng? Mày không lên hả? Mày không lên. Cho mày. Hôm qua chồng miêu máu gần chết luôn vậy mà mày đi nhổ. Giờ mấy anh em mình sẽ nướng chui mấy cái lóc nha các bạn. Cũng bị vô bụng anh. Ba phải tiêu y đi con. Đút từ từ nha. Sâu xuống cưng, cắm sâu xuống cưng. Cắm sâu con cá xuống chút nữa. Cá bự nướng lâu lắm nha các bạn. Mấy anh em mình chôn hai con cá trong cái đống rơm luôn các bạn. Cuốn lèo lại nha các bạn. Công việc hòa thượng đốt là cám cả đám luôn á. Mấy anh em thiết kế lót mấy cái tấm gạch nha các bạn. Để một chút ngồi cho nó em đích các bạn ơi. Không lót gạch đấy, chút nó đem chỗ đích luôn anh Phu. Lê rồi bay đốt nhớ dập nha. Thang nó bay qua nhàn nhã rồi mệt à. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ nhấn like và chia sẻ mạnh mạnh lên nha các bạn. Con ma đồ đinh thằng răng trắng, trắng tên. Nó đứng đầu ra là mấy em giật mình. Ôi biết đi. Ôi ngon vậy, muối tiêu chanh hả? Ừ. Muối tây ninh luôn hả? Wow. Ngon lắm nha các bạn, muối này chấm cá lóc thì hết sảy con bà bảy luôn. Hai thanh niên chặt lá chuối để lót ăn nha các bạn. Mấy anh em mình không có kê lót bằng gì hết, sử dụng lá chuối kê lót đồ ăn hết nha các bạn. Cho nó sạch. Rồi, đủ rồi đó. Cá chín nha các bạn, bây giờ anh Phú gấp ra nha các bạn. Tại tụi mình chứng yếu tay mềm quá, tụi mình không lấy được nha các bạn. Cạo đi Phú ơi. Đấy, một cây kiếm nhật nó ra nha các bạn. Không đi. Cá chín đây này các bạn. Wow. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Bây giờ mấy em mình lột da các bạn coi nè. Nướng cái nó bong da luôn các bạn thấy ghê không? Wow. Wow, các bạn nhìn nè. Wow. Đó. Bỏ cái lớp da ngoài đi và không có khét nha các bạn. Con cá ở đâu ghẻ lỡ gan như thật ghẻ như trời. Con cá cái bên nó lát y chang như anh Thành lát luôn. Mấy cái này cứ chê vậy không? Cá ngon vậy thôi chứ đúng không Hòa Thượng? Đúng rồi. Ủa kìa. Vứt đầy luôn cái chai luôn. Rồi, chả ngáo đổ nước ngọt vô đây. Mấy anh em mình vừa ăn vừa uống nha các bạn. Có ba mày ở nhà không nhả? Lấy nửa con cho ba mày đi nhả. Đúng rồi nhả, lấy nửa con cho ba đi cưng. Mình cũng mời anh Lương một miếng nha các bạn. Thôi, anh em ăn cũng không hết các bạn ơi. Thật kệ mang vô đưa cho ba nhả miếng đó đi cưng. Mời các bạn cùng ăn nha. Bây giờ mấy anh em mình ăn nha các bạn. Ăn chiều các bạn ơi, đói rồi. Bao ngon luôn rồi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngọt quá anh Phú ơi, đỉnh cô đỉnh luôn. Cá nướng mà sao ngon không ngon được, rồi mấy đứa ăn đi. Có cay đâu sợ, này không bể mực. Ừ, thơm lắm. Đây mình ăn thử miếng review và cho các bạn cái cảm nhận như thế nào nha các bạn. Đây cảm nhận thật luôn, cho muối nhiều vô nha các bạn. Cho lóc nướng chui. Thằng mới đã. Cái muối nó ngon lắm nha các bạn, muối tiêu chanh đó. Chấm cá nướng cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Giờ mấy anh em mình căng lều nha các bạn. Tối rồi các bạn ơi. Ở gần đây muỗi bọ sợ nó bay lên nó chích mấy anh em, cho nên mấy anh em mình sẽ căng lều để vô lều sớm nha các bạn. Mà trời xuống rồi nha các bạn. Ê Đặng, tao thắc mắc cái vụ này nè. Gì mày? Tao không hiểu sao mày cứ để chó cái nhà hoài rồi á. Trong khi đó tao đâu có thấy con chó đó quyến rũ chỗ nào đâu mà mày nhìn hoài vậy Thắng. Tối rồi nha các bạn. Cho nên mấy anh em mình cũng sẽ không có nói chuyện ồn nào gây ảnh hưởng cái đến hàng xóm láng giềng của gia đình nhà ngáo nha các bạn. Nên mấy anh em mình sẽ ngồi nói chuyện vui thôi. Để với thời gian em kể cho anh nghe câu chuyện này hay lắm anh Phúc. Sao mấy đứa có muốn nghe Thành kể không? Muốn. Phải hay và hài mới chịu nha. Bao hài luôn. Câu chuyện bắt đầu như sau. Một hôm ông Diêm Vương á, ông triệu hồi tất cả các thằng đàn ông sống trên đời mà ngoại tình á. Xong rồi ông đánh số từ 1 tới 3. Số 1 là thằng nào mà cưới bà hàng xóm á, bước vô số 1. Thằng nào ngoại tình với em dâu á, bước vô số 2. Còn thằng nào mà hốt luôn bà chị vợ á, thì bước qua số 3. Sau đó từng thằng đàn ông bước vào từng vị trí 1, 2, 3. Bà xếp vào hàng ngay ngắn. Chỉ có riêng một thằng. Cái ông Nghiên Dương thấy vậy ông mới hỏi: tại sao mày không xếp hàng như những thằng kia?
bộ tao bắt quan mày hay gì? Cái thằng kia mới nói là không có ông ơi. Cái ông Diêm Vương ông mới hỏi là chứ tại sao mày không ship vô hàng? Cái anh nói mới trả lời là bây giờ ông xử giùm con đi, con bây giờ là con không biết đứng ở đâu luôn. Con là con có vợ rồi, nhưng mà con lấy luôn bà hàng xóm, hốt luôn cả con em dâu, trời, lấy luôn cả bà chị vợ. Nhà con bây giờ đứng đâu đây ông? Ông Diêm Vương mới trả lời là thôi mày khỏi cần ship hàng, mày lên đây mày ngồi với tao luôn đi. Nói chung nhà mình cũng chật lắm nha các bạn. Mấy anh em mình muốn vô đó là hơi cũng hơi bị gò bó đó. Nên mấy anh em mình quyết định ra ngoài này cắm trại nha các bạn. Kế bên cạnh nhà mình luôn á, không rơi đi đâu xa đó. Mấy anh em mình tranh thủ những lúc rảnh rỗi như vậy mới có thời gian tâm sự với các fan. Chứ mấy anh em mình bình thường quay clip ban ngày không có thời gian để tâm sự với các bạn đâu. Với lại cũng giữ yên lặng, sợ làm phiền đến hàng xóm của nhà nhã ngáo của Hòa Thượng nha các bạn. Nên mấy anh em mình tế nhị nhữ kẻ một chút. Thực hiện thử thách thì vẫn thực hiện thử thách, nhưng mà cũng phải sợ ảnh hưởng đến mọi người lắm các bạn ơi. Nhưng mấy anh em mình sẽ cố gắng nha các bạn, thực hiện hoàn chỉnh cái thử thách 24 giờ cho các bạn xem để mang lại những lúc giải trí cho các bạn. Mình mong là các bạn có thể like và chia sẻ thật mạnh lên Facebook để giúp team Anh Ba Phải ngày một phát triển nha các bạn. Thật sự là tụi mình quý các fan lắm nha các bạn. Quý từ bạn nhỏ cho tới bạn lớn, đặc biệt là những fan cứng của team Anh Ba Phải. Có một số bạn nói mấy anh em mình làm kênh giống kênh của Tony TV. Thực chất ra mà nói rất là nhiều YouTuber làm chủ đề giống, vậy mà cứ không nói đi nói team của tụi mình. Trời sáng rồi các bạn, mình dậy hơi sớm, các bạn thông cảm nha. Quay hơi mờ các bạn ơi, mình để mình bật đèn lát này các bạn. Giờ cũng 5 giờ mấy sáng rồi các bạn ơi. Tối hôm qua mấy anh em cũng chơi đùa giỡn xong cũng mệt rồi đi ngủ thôi các bạn. Bữa tối thì bình thường mấy anh em không làm gì hết các bạn ơi. Tầm 8, 9 giờ, 9, 10 giờ là bắt đầu mấy anh em mệt mỏi đi ngủ các bạn. Chứ cả ngày mấy anh em quần quật đi quay phim thì cũng khá là mệt nha các bạn. Đấy các bạn, trời mới tờ mờ sáng thôi các bạn ơi. Thì tối mấy anh em lại ngủ với mình hết nha các bạn. Nhã Ngáo với lại Hòa Thượng thì cũng ở gần sát bên luôn, nhưng mà cũng không có về nha các bạn. Thôi mình cũng để mấy em ngủ một chút nữa nha các bạn. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký nè, cho team Anh Ba Phải một like, một chia sẻ và comment những ý kiến của các bạn. Đồng thời hãy chia sẻ thân mạnh video của team Anh Ba Phải lên Facebook để team Anh Ba Phải có nhiều động lực để làm nhiều video hay hơn cho các bạn xem nha. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.